Nhi, một dân tộc sinh sống lâu đời ở xã vùng cao Thu Lũng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đây là một trong những dân tộc tiêu biểu, gìn giữ được rất nhiều những nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong đó, ẩm thực là bản sắc không thể thiếu. Những món ăn vô cùng đơn giản, bình dị mà tinh tế vẫn được người Hà Nhì lưu truyền. Bảo tồn và sáng tạo những món ẩm thực độc đáo chính là cách mà người Hà Nhì gìn giữ nét văn hóa không bị mai một và duy trì qua từng thế hệ. Văn hóa ẩm thực của các dân tộc ở Tây Bắc nói chung, nhất là dân tộc Hà Nhì, thuộc loại hình văn hóa đồ nướng, đồ luộc. Trước đây, người Hà Nhì và đại bộ phận cư dân nhóm ngôn ngữ Tạng Miến chỉ ăn cơm tẻ đồ. Tất cả các món ăn dường như đi kèm với muối ớt. Cơm tẻ đã luộc gạo rồi đồ, ngô đồ, sắn đồ. Các món ăn truyền thống như món luộc, món xào, món rang, món nướng, món tái, món rán, món cháo, món dưa đều rất độc đáo và lạ lẫm. Vâng, thưa quý vị, ẩm thực là một trong những nét đẹp của người Hà Nhì. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy theo chân chúng tôi để tìm hiểu về những món ăn độc đáo của người Hà Nhì. Trong đó thì món ăn da voi là một món ăn không thể thiếu trong các lễ dịp lễ Tết cũng như là đặc biệt là lễ cưới của người Hà Nhì. Cụ thể là cái cách chế biến cái món ăn da voi này như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị và bà con hãy theo chân chúng tôi. Với diện tích rừng núi rộng rãi, nhiều loài cây tự nhiên sinh sống, người Hà Nhì trong mỗi chuyến đi rừng đều mang về cho mình những sản vật của núi rừng để tạo nên những món ăn độc đáo. Và có lẽ món ăn lạ lùng nhất và cũng không thể thiếu của người Hà Nhì, đó là món da voi. Món da voi, một món ăn có tên gọi đặc biệt nhưng được làm từ thực vật chứ không phải được làm từ da của con voi. Vâng, thưa chị, là em được biết là ở dân tộc Hà Nhì thì nó có cái món gọi là món da voi ấy. Da voi này thì nó, cái ý nghĩa của nó là gì ạ? Da voi này là một món truyền thống của dân tộc Hà Nhì từ xưa tới nay. Da voi này thì làm cũng rất là cầu kỳ. Rất là cầu kỳ và trong cái món ăn truyền thống của Hà Nhì ấy thì là nhất là những cái ngày lễ Tết, đặc biệt là cưới xin là không thể thiếu được cái món này rồi. Món này để làm ăn trong đám cưới của con dâu chú rể. Nhưng mà khách, những người đi ăn đám cưới thì lại được ăn, còn những người mà cái hai vợ chồng con dâu chú rể thì là không được ăn. Cái này ý nghĩa của nó là nếu mà con dâu chú rể mà hôm mà cưới ấy, mà ăn thì sau này hai vợ chồng không có tình cảm ấy, kiểu là ghét nhau ấy. Nên là làm thì hôm đám cưới thì vẫn làm nhưng mà con dâu chú rể thì là không ăn món này, ăn những cái món khác thôi. Và còn một cái ý nghĩa nữa là cái da voi này ấy, thì là mình ăn ấy thì những cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh mà không có bài tật, nó át được cái bài tật ấy. Bài tật ở trong cơ thể của mình, ví dụ như ruột gan các thứ, nó cũng ăn được cái bài tật của mình. Nên là cũng là một cái món ăn hàng ngày của dân tộc Hà Nhì. Món ăn này sau khi hoàn thành trông giống như miếng da của con voi nên được gọi là món da voi. Còn nguyên liệu chính để làm nên món ăn này chính là củ ngứa, một loại củ mọc tự nhiên trên rừng được bà con Hà Nhì mang về và sáng tạo ra những món ăn độc đáo. Có cái để làm thành một cái món da voi thì là món quan trọng nhất vẫn là cái củ ngứa. Tiếng Hà Nhì là ghi dọa mạ, nhưng mà dịch ra tiếng Kỳ là củ ngứa. Cái này mà chế biến mà mình chế biến mà không đúng kỹ thuật là nó ăn sẽ rất là ngứa, nhưng mà mình chế biến đúng kỹ thuật là sẽ không bị ngứa. Trong những cái các cái nguyên liệu thì là cái giò này này. Giò này thì là không thể nào mà thiếu được. Giò này là giò giò này là cái giò của bếp củi ạ. Bếp củi mình đã đu bếp củi rồi. Lấy cái giò của bếp củi sạch kia. Vâng. Mình lấy rồi sau đó mình sẽ cho vào cái một bát nước này này. Mình sẽ cho vào cái bát nước này. Vâng. Theo em thấy thì cái củi này thì nó rất là mịn ý. Như vậy nếu mà khi mà mình trộn vào cái củ này thì nó có tác dụng như thế nào ạ?
nó sẽ loại bỏ được cái ngứa kia. Vâng. Và làm cho cái củ ngứa của mình nó, thì nếu mà không có cái nước của cái giò này thì vâng, nó sẽ bờ ra, nó sẽ không thành được một vâng, món da vôi. Một loại củ chỉ cần chạm vào hay dính nhựa của củ sẽ khiến cho cơ thể bị ngứa. Vậy mà sau khi được bà con Hà Nhì sơ chế, lại trở thành một món ăn cổ truyền không thể thiếu. Nguyên liệu ngoài củ ngứa còn có cho bếp và gia vị. Cách chế biến món ăn này đặc biệt như thế nào? Chị ơi, cái củ này thì mình kiếm được ở đâu hả chị? Ôi em ơi, đừng có cầm như thế, củ này mà cầm như này là ngứa lắm đấy. À thế ạ chị? Củ này là mình lấy ở rừng già. Vâng. Mình đi lấy ở rừng già thì mới có đấy. Vâng. Thế nó ngứa như vậy thì chắc là phải đeo bao tay để làm cho nó không bị ngứa đâu chị nhỉ? Chị đã chuẩn bị sẵn bao tay để làm rồi. Vâng. Này thì tìm nó có khó không, và tại sao mà mình lại biết cái đến cái củ ngứa này để chế biến cái món ăn ạ? À, cái này là từ xa xưa, từ ngày xưa các cụ người nào người kia truyền lại, và món ăn truyền thống của dân tộc Hà Nhì. Cái này đi kiếm thì cũng ở rừng, ở đây thì là chủ yếu là rừng nên là cũng không khó lắm. Đầu tiên là mình sẽ cho cái giò này vào để lấy nước. Mình sẽ lấy nước. Cạo cái vỏ của nó, em cạo cái vỏ của nó, cạo đi. Nhẹ nhàng thôi nhá, bám vào người là ngứa đấy. Vâng. Đấy, cạo qua cái này để lớp này mình bỏ đi. Đấy, để như này lâu lâu một chút xíu để cho nó lãng xuống hết. Để cho nó lãng xuống hết cái nước giò này này. Để chỉ còn lại mỗi nước nguyên không thôi. Thì mình sẽ chắp vào đây này. Đấy, trong lúc mình cạn thì để cho nó nước nó sôi lên. Mình sẽ cho vào nồi. Nạo nhỏ nhỏ như này này này. Nếu mà mình mà thái ra thì nó sẽ thành cục cục thì nó sẽ ngứa. Như này thì rất là mềm. Sau đó mình sẽ nắm thầy một nắm. Xong mình sẽ nắm từng bóp một, nắm thầy tròn tròn ấy. Nắm thầy xong bắt đầu mình sẽ luộc khoảng 30 phút để cho nó cái củ đấy chín hết. Củ ngứa sau khi nạo nhỏ được cho vào nồi nước cho bếp để đun sôi với mục đích làm giảm bớt những chất gây ngứa trong loại củ này. Sau đó sẽ được vớt ra để giã. Đây. Ui, sờ nó cứ sật ấy. Mình sẽ giã để cho nó tuế ra để cho nó chín đều. Vâng. Mình giã một lần xong mình lại luộc tiếp. À, giã không thì nó cả củ như này thì ở ngoài chín, ở trong thì không chín được. Vâng. Với cả cái nước giò nó cũng sẽ không đều hết được thì nó vẫn ngứa ấy. Thì mình giã ra như này để mở to ra mình luộc lại thì nó sẽ không bị ngứa nữa. Cái nước giò nó sẽ làm mất đi cái củ chắc, củ ngứa kia nữa. Ra cho nó mỏng mỏng ra xong bắt đầu mình luộc tiếp một lần nữa, lại cứng nó sạch ra. Thưa quý vị, đây là thành phẩm một miếng da voi mà tôi phải mất thời gian là hơn một tiếng mới hoàn thành được. Và có thể thấy là cái độ đàn hồi của cái miếng da voi này thì rất là đàn hồi này. Đó. Và nó có cái, nó như một cái tấm da voi thật. Chứ không ai nghĩ là đây là làm từ một cái loại củ. Công đoạn luộc và giã được thực hiện 2 đến 3 lần cho đến khi miếng da cô đặc lại như một miếng da voi. Sau khi hoàn thiện công đoạn luộc và giã nhiều lần, món da voi đã được hoàn thành. Người chế biến sẽ xé nhỏ da voi thành từng miếng vừa ăn và trộn gia vị. Mình xé nhỏ ra rồi mình rửa sạch đi là mình ăn được rồi. Trộn mắm muối là mình ăn được. Sau khi rửa sạch rồi thì mình sẽ cho một ít mắm muối để trộn vào. Trộn đều vào xong mình có thể ăn được luôn. Tùy theo khẩu vị của mình. Mình có thể ăn được luôn, còn người nào mà thích ăn được rau thơm thì mình có thể chấm bát này ăn. Chế biến từ nước sôi để nguội với cả lá hẹ và mắm muối. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì tôi rất là vui khi mà được thưởng thức cái món da voi của đồng bào Hà Nhì. Và đây là một cái món ăn truyền thống của người Hà Nhì trong các dịp lễ Tết và đặc biệt là trong lễ cưới. Cái món ăn này thì cũng mang ý nghĩa là chúc phúc cho đôi vợ chồng là trăm năm hạnh phúc và có cuộc sống viên mãn trong tương lai.
Người Hà Nhì dùng lương thực chính là gạo nếp nương và cả gạo tẻ. Trước đây, nguồn thức ăn chủ yếu do người dân tự khai thác trong tự nhiên. Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thì ngoài rau, măng rừng, đồng bào Hà Nhì đã nuôi thêm gà, lợn, trâu, bò, dê, cá, trồng rau để phát triển kinh tế gia đình và cải thiện bữa ăn. Món ăn ngày thường có nhiều điểm khác so với món ăn ngày lễ Tết, từ cách chọn lựa thực phẩm đến cách chế biến, trình bày món ăn. Đặc biệt là trong ngày lễ Tết, hội hè, các gia đình thường hay mổ lợn, mổ gà để làm lý, cúng cho tổ tiên, nên các món ăn cũng được chế biến làm nhiều món hơn, chủ yếu là do đàn ông nam giới trong nhà chế biến. Trong đó, món gỏi me tròn là một trong những món ăn không thể thiếu trong các ngày lễ Tết của đồng bào Hà Nhì. Em thấy ở đây là có một số vài cái nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn ở đây, thì không biết là hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em cái món ăn như thế nào ạ? Em xin giới thiệu với món ăn truyền thống của Hà Nhì. Trong các cái dịp Tết, đám cưới thì đây là món gỏi men tròn. Và cái đặc trưng ý nghĩa của nó là khi ngày lễ ngày Tết đấy thì mình ăn thịt rất là nhiều và ăn những cái đồ rất là nhiều thì làm cái gỏi men tròn này là mình đỡ đau bụng này. Khi trẻ con thì nó dễ tiêu hóa, dễ ăn hơn, dễ ngon miệng hơn. Nguyên liệu để làm nên món gỏi me tròn đó chính là thịt lợn, rau cải, lá hẹ và gia vị. Đặc biệt không thể thiếu được đó là vỏ của cây me tròn. Cây me tròn hay me rừng còn có tên gọi khác là ngưu cam tử, du cam tử, dư cam tử, mận rừng, có tên khoa học là Phyllanthus embrica, thuộc họ thầu dâu. Loại cây này mọc tự nhiên trong rừng, được bà con hái cành cây mang về để dùng vỏ chế biến món ăn. Đặc biệt, cành, vỏ, lá, quả và rễ của cây me tròn còn được sử dụng trong bài thuốc chữa tiêu chảy, táo bón, tiểu tiện không thông, thấp trần, chàm, cao huyết áp và sốt cao do cảm mạo. Ở đây thì em được biết là cái nguyên liệu thì gồm có này, thịt lợn này, còn đây là rau cải mèo đúng không ạ? Vâng. Rau cải mèo này, còn đây là lá hẹ đúng không anh? Vâng. Lá hẹ này, nhưng mà em lại thấy rất là lạ là có hai cái loại mà trông như que củi này thì mình sử dụng như thế nào anh? Nó là được sử dụng như thế nào để cho món ăn của mình ạ? Đây là cái tên của nó là cây men tròn ạ. Cây này lấy ở khu vực đồi núi, những nơi có rừng già rừng nhiều ấy thì mình lấy về. Cái vị của nó thì ban đầu mình nhai là nó hơi chát chát một tí. Khi mà mình làm trội với thịt thì cái chát của nó thành ngọn hơn, chứ không chát như mình lúc ăn lúc ban đầu nữa. Thì mới gọi là nó mới làm gọi thì nó mới ăn, nó mới dễ. Thì đầu tiên là mình lấy cái thìa, lấy cái môi sát đấy. Thì mình cái vỏ ở ngoài thì mình cứ dạy ra. Thân cây me tròn được cạo lấy vỏ để làm gỏi. Lớp vỏ này có nhiều dinh dưỡng và có vị ngậy thơm. Kết hợp với những gia vị như muối, ớt, mắc khén là những gia vị không thể thiếu được trong món gỏi. Tất cả những cái nguyên liệu này kết hợp với nhau thì nó mới một cái sự hấp dẫn của dân tộc Hà Nhì đấy. Nó có cái này sau làm mất cái này cũng nó không làm mất đi cái vị của nó. Vâng. Thế cái gia vị thì mình cần sẽ có những cái loại gia vị như nào ạ? Gia vị thì là mì chính này, muối, ớt, mắc khén. Nói chung là nói như thế thì nguyên liệu nào cũng quan trọng, nhưng mà em thấy tất cả những cái nguyên liệu này kết hợp với nhau thì nó mới một cái sự hấp dẫn của dân tộc Hà Nhì đấy. Nó có cái này sau làm mất cái này cũng nó không làm mất đi cái vị của nó. Những nguyên liệu dân dã gần gũi với tự nhiên, nhưng cách chế biến món gỏi me tròn lại cầu kỳ và đầy tinh tế. Mình
nửa bát nước lạnh, xong cho vào cái mình vừa cạo xong đấy, cái cây me trò đấy, vỏ cây me trò đấy, để trồng qua nước, để không cho nó đánh cái vị chát của nó làm. À, tức là mình hòa ra để lấy cái vị chát của nó thôi đúng không ạ? Lấy nước ra cái vị chát đấy. Rồi bắt đầu chúng ta băm. Thịt để làm món gỏi phải chọn thịt có cả nạc và mỡ, để món gỏi không bị khô. Sau khi làm sạch sẽ, thịt được đưa lên luộc chín vừa tới, tạo độ dẻo, thơm. Sau đó tiến hành thái thịt theo miếng vừa ăn và thái nhỏ các loại rau. Thì mình vừa là hơi mỡ mà vừa là hơi thịt mình tí, đừng có thịt nhiều quá thì nó là không ngon. Nó là không làm mất đi cái vị chắc của nó. Sau khi đã ra rửa xào qua mình tí thì mình lấy cái thịt mình luộc chín nhá. Mình luộc chín thì mình vừa lượng của cái số nhân của cây men tròn đấy. Thật sự. Nếu mà mình băm nhuyễn cả tốt, băm nhỏ hơn nữa thì nó ăn nó dễ hơn, nhìn nó đẹp hơn. Cho vào đây. Mình chỉ lấy ở trên này thôi. Đắng một tí. Gia vị vào đây, xong rồi mình khoan, xong rồi. Cái này là mùi muối thảo quả nhá, mình cho vào đây. Thảo quả muối. Mình chín thì vừa đủ, cũng là một thìa thôi. Cái này thì muối thì cho mình tí thôi nhá, bởi vì cái nước lụt thì này nó bản thân nó vừa nó cho vào mình tí rồi này là. Xong là cái ớt này thì nếu như mà gia đình hay ăn thì cho nhiều một tí, còn gia đình nào mà không hay ăn thì mình cho ít. Mình trộn đều, mình khuấy đều cho xong mới đổ vào đây. Trộn gia vị với thịt. Khó là khi mình làm xong nó có ngọt không? Nếu mà mình làm xong chua quá hoặc là nó chát quá thì nó là làm không thành công rồi. Khô quá cũng không được, nó phải hơi nước một tí, nhiều nước cũng không được. Kết tinh những nguyên liệu dân dã của núi rừng, món gỏi me tròn của người Hà Nhì đã làm nên hương vị khác lạ, phảng phất nét đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. Ngày nay, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất của đồng bào Hà Nhì ngày càng ổn định hơn. Việc nấu các món ăn truyền thống được bà con quan tâm hơn. Từ đó, bà con vừa gìn giữ và sáng tạo những món ẩm thực độc đáo, vừa lưu giữ được nét văn hóa truyền thống của người Hà Nhì, vừa góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa các dân tộc Lai Châu. Một, hai, ba.